cảnh giác với trò ma mãnh của ông Tô Lâm. Bà Nguyễn Phương Hằng, ông Trần Huỳnh Duy Thức, ông Hoàng Ngọc Giao và bà Hoàng Thị Minh Hồng được thả gần như cùng một lúc. Trong bốn người này, mỗi người bị bắt trong những hoàn cảnh khác nhau, nhưng tựu chung họ là những người có ảnh hưởng đến xã hội. Đây là lần đầu tiên nhà cầm quyền Việt Nam thả người đại trà, khiến không ít ý kiến lạc quan về ông tân Tổng Bí Thư. Ông Tô Lâm lên Tổng Bí Thư, điều khó nhất là làm sao phải cân bằng giữa các thế lực. Trong nước, thành phần bảo thủ vẫn còn rất mạnh. Với ngoài nước, đặc biệt là trong ván cờ giữa Mỹ và Trung Quốc, ông Tô Lâm khó có thể quyết định theo ý của mình. Trong bối cảnh có rất nhiều mối quan hệ, rất nhiều mối đe dọa, rất nhiều quyền lợi được đan xen, thì làm sao ông có thể giữ được cân bằng cho đây? Trong nội bộ của Đảng, nếu ông Tô Lâm muốn đổi mới, ông phải triệt hạ hoàn toàn thành phần bảo thủ trong Đảng, hoặc phải kiểm soát họ. Thành phần này hiện nay đang còn khá đông. Họ trung thành với cái gọi là xã hội chủ nghĩa một cách vô điều kiện. Họ không quan tâm đến lợi ích quốc gia, họ chỉ muốn duy trì chế độ độc tài toàn trị. Thành phần này rất sùng bái Nga và Trung Quốc, đặc biệt họ thần thánh hóa Putin và Tập Cận Bình. Đại diện cho trường phái này rõ ràng nhất là ông Lương Cường và ông Nguyễn Trọng Nghĩa, cùng đa số trong Tổng cục Chính trị. Sau chuyến công du Mỹ, ông Tô Lâm phải ghé sang Cuba. Đây được cho là động thái của ông Tô Lâm, đánh giá là để làm hài lòng thành phần bảo thủ trong Đảng. Như vậy, Tô Lâm vẫn còn ngán ngại, thành phần này khá nhiều. Và đây là rào cản rất lớn, khiến Tô Lâm không thể tự ý thay đổi và đổi mới cho được. Đối với quan hệ quốc tế, những động thái gần đây cho thấy ông Tô Lâm vẫn ưu tiên cho mối quan hệ với Bắc Kinh. Những cam kết giữa Việt Nam và Mỹ đã không được phía Việt Nam thực hiện. Nguyên nhân được cho là Việt Nam sợ Bắc Kinh không hài lòng. Như vậy, ông Tô Lâm không thể tự tách mình và tách Đảng ra khỏi quỹ đạo của Bắc Kinh, thì làm sao ông có thể mạnh dạn đổi mới cho được? Nhiều năm qua, chính quyền của Việt Nam đã từng thả một số tù nhân lương tâm để trao đổi với Mỹ và phương Tây trong những lần ký kết hiệp định thương mại hoặc lãnh đạo đi thăm các nước Mỹ và phương Tây. Tuy nhiên, cách của họ là thả người này nhà cầm quyền cho bắt lại người khác. Họ luôn duy trì một số lượng tù nhân lương tâm trong kho, ở mức đủ để làm điều kiện trao đổi. Đấy là trò ma mãnh của một chính quyền bất lương, không phải là thiện chí. Việc thả ông Trần Huỳnh Duy Thức và những tù nhân khác không có dấu hiệu cho thấy Tô Lâm có thiện chí đổi mới chính trị. Khả năng cao lần này Tô Lâm cũng sử dụng trò ma mãnh cũ rích như ông và đảng của ông đã dùng trong nhiều năm qua. Tù nhân dự bị trong nước vẫn còn rất nhiều. Thậm chí Tô Lâm có thể cho bắt lại ngay người vừa được thả để duy trì kho chứa tù nhân lương tâm của đảng. Ngoài những yếu tố đối nội và đối ngoại cản trở sự thay đổi, thì còn một yếu tố khác rất quan trọng. Đó là Tô Lâm và các đồng chí của ông đang hưởng lợi rất lớn từ việc nắm giữ quyền lực ở trong tay. Chỉ có một ủy viên Trung ương Đảng như ông Lê Đức Thọ đã có trong tay nhiều ngàn tỷ đồng, thì người đứng đầu như Tô Lâm sẽ hưởng được bao nhiêu? Nó sẽ là con số khổng lồ. Nếu thay đổi, những đồng tiền bẩn của ông liệu có giấu được không? Và ông cùng gia đình có còn được hưởng đặc quyền, đặc lợi như hiện nay nữa hay không? Mỗi lần thả tù nhân lương tâm như là việc đảng cho dư luận uống nước đường. Chỉ khác là lần này ông Tô Lâm cho nhiều đường hơn mà thôi. Sau đó mọi việc vẫn trở về quỹ đạo như cũ. Để đất nước thay đổi, cần phải áp lực cực mạnh từ người dân, chứ không thể hy vọng vào sự tiến bộ của những cái đầu bảo thủ và đầy tham lam, tham nhũng trong đảng. Khi dân khí còn thấp, thì không có động lực đủ mạnh để thúc đẩy đảng phải thay đổi. Quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin Cảnh giác với trò ma mãnh của ông Tô Lâm. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .de. Thế trẻ tre của Tô Lâm bị chặn đứng, lực lượng chống Tô đang lớn dần.
kể từ khi thành công triệt hạ Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ và Trương Thị Mai, sau đó là cái chết của Nguyễn Phú Trọng rất đột ngột, thì thế của Tô Lâm thắng như trẻ tre. Lúc đó dường như không có thế lực nào có thể ngăn cản được ông ta. Những tưởng khi lên được Tổng Bí thư kiêm Chủ tịch nước, kiêm luôn Bí thư Quân ủy Trung ương, đồng thời có đàn em nắm giữ Bộ Công an, thì sẽ không còn lực lượng nào có thể chống lại lực lượng Hưng Yên của ông nữa. Tuy nhiên, Hội nghị Trung ương 10 vừa qua cho thấy thế trẻ tre của ông Tô Lâm bắt đầu vấp phải cản lực. Tại Hội nghị Trung ương 10 không có bất kỳ sự cất nhắc nào đối với phe nhóm Hưng Yên. Đáng nói là Đại tướng Phan Văn Giang lại bỏ họp Hội nghị Trung ương cho triệu tập cuộc họp riêng của Bộ Tổng Tham mưu thuộc Bộ Quốc phòng. Còn tướng Hoàn Xuân Chiến, người được xem là thân cận với ông Tô Lâm, cũng không tham dự Hội nghị Trung ương 10 vì đi thăm Bắc Triều Tiên. Bên cạnh đó, phe quân đội sắp chiếm được chức Chủ tịch nước, một chức vụ mà họ tước lấy từ tay Tô Lâm. Đáng chú ý hơn, những đề xuất cải cách mà Tô Lâm đề xướng ở Hội nghị Trung ương 10 đều không được thông qua. Trung ương Đảng vẫn vận hành như cũ. Điều này cho thấy quy tắc luật là tô là luật của ông đã bị cản trở ở Hội nghị Trung ương lần này. Muốn xây dựng sức mạnh vượt trội thì trước hết phải áp được luật chơi của mình lên luật chơi chung, phải sửa được luật theo ý mình. Lúc đó những lợi thế của phe cánh mới được phát huy hết tác dụng. Ở khía cạnh này, ông Tô Lâm đang vấp phải một tảng đá lớn. Hứa hẹn Hội nghị Trung ương lần tới sẽ đánh nhau dữ dội hơn để tranh giành ảnh hưởng lẫn nhau. Sau chuyến đi Mỹ, ông Tô Lâm sẽ ghé Cuba. Việc này chẳng có lợi ích gì cho quốc gia, bởi Cuba là một quốc gia nghèo đói. Việt Nam nhiều lần tốn gạo cứu đói Cuba, trong khi thành phần cộng sản cầm quyền ở đây thì sống phè phỡn và thao túng quyền lực. Việc ghé Cuba lần này được nhiều chuyên gia đánh giá là ông Tô Lâm muốn làm hài lòng thành phần bảo thủ trong đảng. Thành phần này chẳng bao giờ suy nghĩ cho quyền lợi quốc gia, mà chỉ nghĩ đến thứ tình anh em xã hội chủ nghĩa viễn vông. Một khi Tô Lâm phải vuốt đuôi thành phần bảo thủ trong đảng, thì điều đó có nghĩa là ông vẫn chưa phải lực lượng mạnh vô đối, vẫn phải nhân nhượng với các thành phần khác trong đảng. Ông Tô Lâm lên Tổng Bí thư không qua quá trình chọn lựa của đảng, mà thực hiện theo cuộc đảo chính mềm. Những kẻ đang ngồi mâm dưới của Tô Lâm sẽ không thể đồng tình với việc mà ông ta đã và đang làm. Nguy hiểm nhất đó là họ có thể liên minh lại để mà chống ông ta, khi đó không biết ông có đủ sức để trừng trị họ nữa hay không. Có vẻ như từ thế tấn công, ông Tô Lâm buộc phải dần chuyển sang thế phòng thủ. Khi thế tấn công bị chặn đứng, nếu ông không có cách để mà đẩy phe Hưng Yên tiến lên, thì về lâu về dài ông lại có thể bị tấn công nhiều hơn nữa. Hiện nay, thế tấn công của ông bị chững lại bởi phe chống đang mạnh lên, đang đi những nước cờ lợi hại hơn trước. Ngay sau khi lên Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đã đi Bắc Kinh để mà đảnh lễ. Tuy nhiên, có vẻ như Tập Cận Bình vẫn chưa tin ông, như tin Nguyễn Phú Trọng. Tiếp theo, chuyến đi Mỹ của ông đã bị Tổng thống Mỹ từ chối tiếp gặp. Ông Tô Lâm đang cố gắng để giữ thăng bằng giữa hai cường quốc, nhưng Mỹ thì lại không hợp tác, Tàu thì lại muốn tung đòn thở. Chưa tin. Có thể nói hiện nay thù trong giặc ngoài đang nổi lên quanh ông Tô Lâm. Chính sách lớn thực hiện không thành công, lực lượng chống đối sẽ có cớ để cấu kết với nhau nhằm quay lại chống lại ông. Đi lên bằng bạo lực cách mạng, cai trị cũng bằng bạo lực cách mạng với ngay cả các đồng chí của mình, nên Tô Lâm đang gặp phải một cản lực rất lớn do chính ông tạo ra. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin Thế trẻ tre của Tô Lâm bị chặn đứng, lực lượng chống Tô Lâm đang lớn mạnh. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de